thưa quý vị là bản tin kế tiếp đây chúng ta nói tới những cái chuyện gì nó sẽ xảy ra sau cái chết của tổng thống Iran ông Raisi đó thì à, cái thế giới cái giới cái quan sát thời sự quốc tế đó người ta rất là chú ý xem là sau cái chết của ông tổng thống của Iran ông Ibrahim Raisi đó thì à, sẽ có những cái chuyện nó đã xảy ra và có những cái chuyện nó sẽ xảy ra cái chuyện đó nó đã xảy ra là cái chuyện mà lại xảy ra ở Hoa Kỳ. Sau cái chết của ông tổng thống rồi đó, không hiểu cái chính quyền của tổng thống Biden nghĩ thế nào mà lại rất là nhanh chóng đưa ra một cái lời chia buồn đối với đất nước Iran. Thế thì cái hành động này của tổng thống Biden đã bị ngay những cái thượng nghị sĩ, những cái dân biểu của bên phía Cộng hòa người ta chỉ trích ngay. Người ta nói là cái ông Raisi này là một cái ông khát máu, ông độc tài khát máu không có xứng đáng để mà chia buồn. Bởi vì chúng ta nhớ là ông tổng thống Raisi là cái người có cái nickname có cái mệnh danh là tên đồ tể của thành phố Tehran Đúng, ghê gớm như vậy đó. Ông cũng là cái người chịu trách nhiệm của 30 cái 30.000 cái chết của những cái người đối lập vào năm 1988. Mà mới đây nhất là trong cái vụ mà biểu tình rất là lớn mà người ta hay gọi là cuộc biểu tình Masa Amini đó tức là có cô Amini bị giết chết mà nó gây ra cuộc biểu tình đó. Suốt từ tháng 9 năm 2021 tới tận mùa xuân năm 2022 thì mới chấm dứt đó. Mà chính quyền của ông Brazil ông đàn áp mạnh mẽ đến cái độ mà trong cái cuộc biểu tình đó 551 người đã đã phải thiệt mạng đó. Thành ra với một những cái tội lỗi mà gần như là tội ác chiến tranh như vậy đó mà chính quyền của Tổng thống Biden đưa ra một cái lời chia buồn thì nó không thỏa đáng Và nó là một cái sự mà các thượng nghị sĩ Hoa Cộng Hòa xài cái từ nặng này là một sự ô nhục Chính vì vậy mà trong cái phiên điều trần ở bên Hạ Viện Thì cái ông Ngoại trưởng Blinken của Hoa Kỳ đó Ông muốn đưa ra một cái lời bảo chữa biện minh cho chính quyền của Tổng thống Biden Ông nói rằng là là chính phủ của Hoa Kỳ gửi cái lời chia buồn là gửi lời chia buồn cho người dân Iran chứ không phải là chia, cho chính phủ Iran chứ còn cái chuyện mà ông Raisi mà ông ấy chết đó là là một cái điều tốt đẹp cho đất nước Iran thế thì ngay quý vị ngay trong một cái lời tuyên bố rất là ngắn của ông Blinken thôi nó đã chứa được một cái sự <laughs> mâu thuẫn nặng nề rồi nếu như Raisi chết là cái điều tốt đẹp cho đất nước Iran thì Lẽ ra là phải chia vui chứ sao lại chia buồn cho cho người dân Iran được. Cho nên mình mới thấy rõ cái điều này là giống như ông Lincoln ông ấy, trong cái trong cái lúc bối rối ông muốn biện mình cho chính quyền của mình nhưng mà thay vì ông ấy chữa lửa mà ông ấy lấy cái thùng nước Thì ông lại bê nhằm ngay cái thùng dầu nó mới càng nó mới càng thê thảm. Ra. Đấy là cái chuyện đã xảy ra rồi. Còn cái chuyện mà nó sẽ xảy ra thì là ở bên ở bên Iran á người ta nói rằng là sau theo cái luật lệ của Iran thì uh, tổng thống chết thì trong vòng 50 ngày người ta Iran phải tổ chức một cái cuộc bầu cử cấp tốc để mà tìm kiếm một tổng thống mới thì rõ ràng thưa quý vị đây là một cái dịp rất là may cho cái khối cho cái gọi là cái phe phái gọi là mình gọi là trung dung ôn hòa đó mà những cái phe phái mà nó chủ trương là nên cởi mở và thân tây phương phải, bởi vì thưa, rõ ràng cái người dân Iran người ta thấy những cái cuộc đàn áp rất là bạo tàn của ông Raisi mới xảy ra đấy năm 2022 đây thôi là người ta đã ngán cái phe bảo thủ rồi thành ra đây là một cái cơ hội rất tốt cho cái phe ôn hòa người ta nổi dậy giống như trước hình như giống như cái thời mà tổ ông tổng thống Rouhani của của Iran rất là thân với lại tây phương châu Âu và Hoa Kỳ cái chuyện thứ hai nữa là cái chuyện bây giờ là Iran đang có bị bị một cái cuộc khủng hoảng trong cái vai trò kế nhiệm của ông giáo chủ Khamenei. Chúng ta phải nhớ rằng là cái ông Raisi đó, ông là một cái dân bảo thủ cực đoan, thành, thành ra ông được lòng cái giới giáo sĩ của Iran lắm. Giáo sĩ chúng ta biết rằng là, là muốn thực hiện cái, cái, những cái luật lệ trong kinh Koran một cái cách chặt chẽ. Thành ra chính vì cái, vì cái sự ủng hộ của phe giáo sĩ đó đó mà ông Raisi mới dễ dàng trở thành tổng thống. Mà bây giờ cái phe giáo sĩ đó nó cũng ủng hộ ông Raisi kế nhiệm ông Khemeni. Năm nay 85 tuổi rồi. Là chắc chắn là sẽ sẽ ra đi bất cứ một cái ngày nào rất là gần. Bây giờ thì ông Raisi lại chết. Thành ra cái nó sẽ xảy ra một cái cuộc tranh đấu ngấm ngầm để đưa ra cái người kế vị ông Khemeni khi mà ông qua đời. Mà người ta nhìn thấy cái nhân vật hiện nay có ưu thế nhất, nổi trội nhất sau ông Raisi chính là ông Motaba Khamenei tức là con trai lớn của ông ông giáo chủ Khamenei cũng là một cái giáo sĩ hạng 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 trung ở Iran bây giờ đó. Thế nhưng mà nó có một cái chắc chở như thế này kể từ sau cái cách mạng hồi giáo đó thì cái đất nước Iran này đó người ta vẫn cứ gọi là lấy làm hãnh diện trong một cái điều là họ đã chấm dứt được một cái thể chế cha truyền con nối có từ ở Iran từ trước. Thế mà bây giờ chẳng lẽ bây giờ cha con của ông Khamenei lại bây giờ đưa nhau lên kế vị nhau thì liệu có được hay không? Thế nhưng mà cái chuyện người ta nói rằng là hiện nay cái thế lực của cha con ông không có Raisi thì coi như là không còn ai có thể cản trở được thành ra cái chuyện đó. Nó có thể là cha con ông thực hiện được bố chết con lên thay và chính vì cái điều mà ông ông gần như là ông đó, một khamenei đó có thể thay thế được ông bố là ông ông giáo chủ khamenei đó khiến cho dư luận ở iran bây giờ người ta nói rằng có thể là cái chuyện mà ông raisi rớt với bay chết không nó không phải là một tai nạn nó là một cái âm mưu trong cái con đường đua quyền lực Và thưa quý vị bây giờ là một cái tin rất hay về cái chuyện là một cái cô sinh viên Việt Nam đã tuyên bố là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam mà ngay giữa đại học của Trung Quốc. Cái câu chuyện hào hùng này nó đã được mà đăng tải trên mạng xã hội X tức là Twitter cũ đó. Một người có cái tài khoản tên là Jacobson Radical đã kể lại cái câu chuyện này ở bên Đại học Hồ Bắc. À, cái người này kể câu chuyện rằng có một cái nữ sinh viên của bên Việt Nam tên là Lâm Thị Thùy Trang cái cô này đã được đại học Hồ Bắc cho một cái suất cái học bổng toàn phần đó để tầm, để mà theo học cái đại học này chúng ta biết là đại học Hồ Bắc nó có nó nằm ở trong cái thành phố Vũ Hán tức là cái thành phố mà gây ra khởi sự Covid 19 đó nó là một nó, trong những cái đại học xuất sắc nhất của Trung Quốc nó xếp hạng thứ 18 trong một trong số 100 đại học hàng đầu của Trung Quốc mà không? Cho nên mình mới thấy là cái suất học bổng của đại học này nó cũng quý giá lắm chứ phải là dễ mà kiếm đâu. Thế nhưng mà cái cô Thùy Trang này này sau khi theo học ở đó đó có một ngày cô đã đem vào một cái, đem vào giảng đường một cái cái cái, cái bản đồ cố thuyết minh rồi cố thuyết trình rồi cố tuyên bố rằng là hoàng sa trường sa là của việt nam chứ không của ai khác hết đó. cái chuyện mà trung quốc mà nhận vơ nó trên cái con đường chín đoạn đó là chỉ là một cái tuyên bố không, không có căn cứ mà cố còn ngon lành ở cái chỗ cố nói rằng là tôi cố gắng lấy được học bổng của Trung Quốc để sang Trung Quốc nói bằng cái tiếng của họ rằng là Hoàng Sa Trường Sa là thuộc lãnh thổ của đất nước chúng tôi là của Việt Nam đó. Thì, thì dĩ nhiên thưa quý vị đây đối với cái Đảng Cộng sản Trung Quốc mà tôi gọi là tuyên bố chủ quyền <laughs> dành cho Việt Nam giữa đại học Trung Quốc nó là một chuyện lớn. Chuyện lớn lắm, thành ra Trung Quốc cái đại học Hồ Bắc ngay lập tức tổ chức một cuộc điều tra và mình thì biết chắc chắn là cái những cái giới và tiểu phấn hồng tức là những cái người mà chuyên môn lên mạng để ca tụng đảng cộng sản trung quốc theo lệnh của trung quốc là sôi sục nên tức giận thế nhưng mà khi mà cái câu chuyện này nó được lộ ra đó thì cái người dân Trung Quốc mà nhất là những cái dân mạng của Trung Quốc lại có rất là nhiều cái bình phẩm rất là tốt đẹp đối với cô Thùy Trang cô sinh viên Việt Nam như vậy Họ nói rằng cái cô này Cô sinh viên quốc tế này đẹp quá mà Cái hành động của cô cũng đẹp Rõ ràng đây là một cái người mà Rất là can đảm và Chúng tôi khâm phục cô là dám chống giặc ngay giữa đất giặc Và rồi thì cũng có nhiều người khác Cũng có một cái quan điểm nói rằng là Cái giới tiểu phấn hồng Nên nhìn lại và công nhận rằng là Cái cô cô gái Việt Nam này là cái người yêu nước thì cũng giống như cái, cái, cái các tiểu phấn hồng binh vực đảng cộng sản trung quốc đó. thế thôi nghĩa là những cái bình phẩm đó phải nói thực sự nói là nó đã thu phục được cái người dân trung quốc khi cố có một cái hành động dũng cảm như thế mà thực sự khách quan mà nói đó thì chúng ta nói phải nói rằng cái cô gái việt nam này nó có dòng máu của hai bà trưng mà lại có khí phách của bà triệu nữa cái hành động của cô phải tới thực sự là nó biểu lộ một cái sự dũng cảm hiếm có và cái lòng yêu nước tuyệt đối không có thể nào nghi ngờ nữa rồi hành động của cô này thì chắc chắn nó một ngàn lần hữu hiệu hơn là những cái tuyên bố của bộ ngoại giao việt nam và chắc chắn là nó còn hữu hiệu hơn cả chục cái chuyến đi giải độc của gọi là những nhân vật tứ trụ của việt nam bây giờ với một cái hành động anh hùng như vậy mình ngẫm nghĩ rằng là mai mốt đây chắc chắn là cô sẽ chịu một cái hậu quả nó nó không lành rồi lành thì ít mà giữ thì nhiều rồi chắc chắn là cô sẽ sẽ bị tịch thu lại cái học bổng và chắc đuổi về Việt Nam quá mà khi vừa cố về Việt Nam cố được đón tiếp như một anh hùng đã làm rạng danh cho Việt Nam hay không có được đón tiếp giống như là tu sĩ thích minh tuệ hay không chúng ta chờ để mà xem